Tiền nhiều để làm gì? Hoàng Thông đại huynh có nhà không thế? Ồ, tưởng ai? Hóa ra là Ngô Dương, mời đệ vào nhà. Tiểu đệ hôm nay có chút lễ mọn, gọi là cảm tạ đại huynh hôm trước đã lo lót giúp đệ được việc lớn. Đại huynh nhận cho tiểu đệ vui lòng. Ta đã phải ngày đêm suy nghĩ nát óc, bày mưu tính kế giúp đệ đấy. Số đất ruộng ấy từ nay không phải của dân, mà đàng hoàng trở thành tài sản nhà họ Ngô rồi nhé. Công của đại huynh như trời như bể, tiểu đệ xin được báo đáp từ từ. Hoàng Thông huynh có nhà chứ ạ? Ồ, thì ra là Trần Lợi đệ. Chắc huynh còn nhiều chuyện cần giải quyết, tiểu đệ xin cáo từ. Hẹn vài hôm nữa lại tới chơi sao? Được. Hoàng Thông huynh, xin hãy nhận chút lễ mọn này của tiểu đệ. Cảm ơn huynh đã giúp đệ được ngồi vào cái ghế ấy. Ồ, đẹp quá. Đệ cứ yên tâm, cái ghế ấy, chứ có ghế to hơn nữa, ta cũng có cách giúp được. Vậy thì còn gì bằng, đa tạ đại huynh. Hai mươi sáu, 27, 28. Ba sáu, 37, 38, 40, 50. Hoàng Thông, con đang làm gì thế? Ở đâu ra mà lắm bạc thế này? Cha đấy à, cha nhìn xem này, đây toàn là quà biếu của người ta. Cả vàng bạc, lụa là. Mai con sẽ cho người may cho cha mấy bộ y phục mới bằng thứ lụa tơ tằm thượng hạng nhé. Họ lấy đâu ra mà biếu con nhiều tiền vàng đến vậy? Cha cứ khéo lo xa, chẳng cần biết là từ đâu mà người ta có, chỉ cần biết giờ nó là của con rồi. Nhưng nhiều thế này thì ăn bao giờ mới hết được? Thì không chỉ lo cho đời con, còn cháu con, đời chắc. Cứ thế, đời này qua đời khác, con cháu dòng họ ta cứ thế mà sống trong nhung lụa. 93, 94, 95, này, 96. Hoàng Thông, để cha hỏi con câu này. Con của con thì con gọi bằng gì? Sao cha lại hỏi thế? Thì con cứ trả lời đi. Thì tất nhiên gọi là cháu rồi. Thế con của cháu thì gọi là gì? Thì tất nhiên là chắc chứ còn gì nữa ạ? Vậy con của chắc thì sao? Cha hôm nay sao vậy? Con của chắc thì là chút. Chút. Thế con của chút, rồi cháu của chút thì gọi là gì nữa? Con làm sao biết gọi là gì nữa? Cha hỏi gì mà kỳ cục? Chính con mới là người kỳ cục đây. Con ư? Tại cha thấy con bất chấp đúng sai, chỉ chăm chăm vơ vét của cải, tiền bạc chất lên như núi, nhằm để lại cho những người sau này, mà con cũng không biết gọi là gì. Ta trộm nghĩ, như thế thật là kỳ lạ lắm. Con người ta sống phải có phúc, có đức, để lại cho con cháu cái phúc, cái đức mới là điều đáng quý, chứ không phải những thứ này con à. Con chú chó mù. Em ơi, về thôi. Anh vừa nhận lương rồi đấy. Thật hả chồng yêu? Vậy là có tiền nhà đóng cho bà chủ rồi. Mấy hôm nay bà ấy nhắc suốt rồi đó. Mệt lắm. Tối về đóng. Nhưng mà đợt này vợ muốn mua gì anh sẽ mua tặng. Thôi chồng ơi, mình còn nhiều khoản trước mắt phải lo nữa. Em không cần mua gì đâu. Em không cần phải lo, anh lo được tất. Mà chẳng phải em vẫn luôn ao ước nuôi một chú cún sao? Ơi, chồng cho em nuôi thật sao? Nhưng anh không thích nuôi chó mà. Anh đã định mua từ lâu cho em, nhưng mà việc phát sinh quá nên vẫn không dư tiền. Lần này là chắc chắn nhé. Bây giờ anh đèo em đi mua luôn, chịu không? Cảm ơn chồng yêu của em. Vậy mình sẽ mua một chú cún giống thường cho rẻ anh nhé. Em không cần nuôi loại cún sang chảnh đâu. Ừ, đi thôi nào.
Đấy, cô thích con nào cứ chọn thoải mái nhé. Ơi, em nào cũng đáng yêu. Anh xem này, em này bị mù, lại còn gầy yếu, thật tội nghiệp. Ừ, chắc không ai mua nó đâu. Em muốn nuôi nó anh à. Anh xem, trông nó thật đáng thương. Nó bị như thế này, khó lòng tìm được chủ tốt yêu thương nó lắm. Em có chắc muốn nuôi nó không? Nếu em nuôi nó, em sẽ phải xác định sẽ gặp nhiều bất tiện và vất vả lắm đó. Em tin là mình nuôi được anh à. Với lại em nghĩ, nó là một con chó tật nguyền. Gầy ốm thế này, giá sẽ thấp, hợp với túi tiền của vợ chồng mình. Được, để anh hỏi ông chủ. Ông chủ ơi, chú chó này ấy hả? Chủ cũ của nó bảo rằng nó bị xe cán, tưởng chết rồi. Thế mà nó vẫn sống được đấy. Nếu anh chị thương nó thì mua đi. Chứ nó ở đây cũng mấy tháng rồi mà chẳng có ai hỏi tới. Khổ thân em ấy quá. Thế bác định bán chú chó này bao nhiêu ạ? Giá hả? Ờ, xem nào. Tôi định bán nó giá 3,7 triệu. Sao cơ ạ? 3,7 triệu? Đúng thế. Sao một chú chó mù lòa, gầy ốm thế này mà ông lại bán giá cao thế? Mấy con khỏe mạnh, xinh xắn đằng kia, ông lại bán giá thấp hơn nhiều, vậy là sao? Đó là kiểu kinh doanh riêng của tôi. Nếu cô chê giá nó cao thì có thể mua những con khỏe mạnh, đẹp đẽ đằng kia kìa. Ông bớt một ít đi, giá cao thế tôi không mua được đâu. Xin lỗi anh chị, giá nó là 3,7 triệu, không hơn không kém. Ông ta thấy em thương chú chó nhiều thế nên mới cố tình ép giá đấy. Bực thế không biết. Ừ, thế giờ tính sao? Em có muốn mua nó nữa không? Hai anh chị cứ bàn bạc kỹ đi. Còn tôi có nguyên tắc riêng của tôi. Dù có phải đem vứt nó đi thì tôi cũng không bán dưới giá ấy. Nếu em muốn thì cứ nuôi dưỡng nó. Em biết chúng ta sẽ phải mất một số tiền không nhỏ. Nhưng em sợ nếu không ai mua nó, nó sẽ bị đối xử bạc đãi. Thật sự em không đành. Em không cần nghĩ nhiều. Em đã thương nó nhiều như vậy thì chúng ta sẽ mua nó. Ôi chồng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng tôi sẽ mua nó. Bo, lại đây nào. Đây cơ mà. Giỏi lắm Bo. Anh có thấy Bo mập hẳn lên rồi không? Ừ, anh cũng thấy thế. Cảm ơn anh vì em mà chịu bao phiền phức cùng em nuôi chú chó mù lòa này. Bo quả thật là rất tội nghiệp. Vả lại, điều gì khiến vợ anh vui thì anh sẵn sàng ủng hộ mà. Chào cô. Chú là... Anh chị không nhớ tôi nữa sao? Tôi là người chủ cũ của chú chó mù mà anh chị mua mấy tuần trước. Chà, nó đã mập lên trông thấy rồi nè. Hẳn anh chị đã chăm sóc nó rất chu đáo. Chú vẫn quan tâm đến nó sao? Chẳng phải chú định bỏ nó đi nếu chúng tôi không mua nó sao? Tôi đến đây hôm nay là muốn gửi lại cho anh chị số tiền hôm nọ. Trả lại tiền? Ờ, là sao ạ? Chú chó này là một chú chó mù, đã chịu nhiều bất hạnh và thiệt thòi. Khi tìm chủ cho nó, sở dĩ tôi để giá bán cao như thế là để muốn tìm cho nó một người chủ tốt. Người sẵn sàng bỏ ra 3,7 triệu để mua chú chó tàn tật nhất định là người chủ tốt. Thì ra là vậy. Giờ tôi càng khẳng định điều đó. Vậy không lý do gì giữ lại số tiền này. Thật sự rất cảm ơn anh chị nhiều. Hy vọng anh chị có thể yêu thương nó lâu dài để nó không chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Ôi, thật ra không cần phải trả lại đâu ạ. Từ khi có chú chó này, nó đã mang lại cho vợ chồng cháu rất nhiều niềm vui rồi ạ. Đó là thứ mà không có giá nào mua nổi. Vì thế tôi càng phải trả lại số tiền này. Rất ít người đủ yêu thương và kiên trì để nuôi chú chó tật nguyền này. Anh chị hãy giữ lại số tiền để mang đến cho chú chó một tương lai yên bình nhất nhé. Vâng, nhất định là như vậy. Chú cứ yên tâm. Bản demo. Tất cả làm lại ngay cho tôi. 2 ngày nữa là bản demo phải in lên đĩa giao đối tác rồi đấy. Dạ, chúng em xin làm lại ngay đây ạ, thưa giám đốc. Cậu Đức, vào phòng tôi gặp tôi một lát. Sợ sếp quá. Bản demo phim hoạt hình có 1 phút mà sếp bắt chúng ta làm đi làm lại đến lần thứ 10 rồi. Khổ thân trưởng phòng mình, chắc là bị lôi vào trách cứ rồi. Thực ra chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi mà. Các dự án đang chạy, thậm chí không còn thời gian mà chú tâm tới nữa. Thôi cứ làm theo chỉ đạo của sếp đi. Lúc nào sếp cũng chú trọng và ưu tiên cho các bản quảng cáo để giành dự án mới mà.
Anh liệu mà đôn đốc cấp dưới của mình đi. Khách hàng của công ty lần này là một kênh truyền hình Úc có tiếng đấy. Dạ thưa anh, phòng chúng em đang rất cố gắng. Em nghĩ bản demo chúng em vừa trình lên là khá ổn so với công nghệ 3D hiện nay của công ty ta ạ. Cậu nghe đây, cái đó dành cho các chương trình đang chạy thì được, chứ là bản demo giao đối tác nước ngoài thì không hề ổn chút nào. Đây là lần đầu chúng ta vươn ra tầm quốc tế, tôi cần một bản demo lý tưởng không tì vết. Dạ thưa anh, ý anh là chúng ta cần thay đổi công nghệ ư? Quy trình thay đổi cần một thời gian dài. Bộ phận đồ họa và kỹ thuật phải được đào tạo thêm ạ. Cậu còn chưa hiểu sao? Trước hết, tôi cần bản demo để giao đối tác, chứ không ai bảo cậu thay đổi quy trình nào hết. Ý anh là bản demo sẽ khác với sản phẩm chính thức nếu chúng ta trúng dự án. Như vậy là không trung thực. Tôi không cần cậu dạy khôn tôi. Thôi, cậu về phòng đi. Cậu đăng tin tuyển gấp vị trí trưởng phòng đồ họa và công nghệ hoạt hình cho tôi. Người này cần có bề dày kinh nghiệm, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ. Tiến hành ngay đi, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra và phỏng vấn. Dạ, anh Đức chuyển công tác hay sao hả sếp? Về làm ngay đi, gấp lên. Dạ. Đã đến lúc phải vươn tới tầm xa hơn rồi, cơ hội không chờ đợi được. Ông là thần chết. Tôi đang ở đâu? Nguyễn Minh Quân, giám đốc trẻ một công ty truyền thông quảng cáo. Thật khó xử cho ta. Chưa biết nên cho anh ở thiên đường hay địa ngục. Anh đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong ngành nghề. Tuy nhiên thì gần đây tham vọng lớn khiến anh đang dần bỏ qua những giá trị tốt đẹp. Vậy là tôi đã chết rồi ư? Không, không, không thể nào. Ta sẽ làm một việc chưa từng làm. Ta cho anh lựa chọn nơi anh sẽ ở. Hãy cân nhắc cho kỹ. Anh bạn trẻ, đó là địa ngục. Anh muốn tới đó ngay hay xem tiếp cánh cửa thiên đường đây? Đó là địa ngục ư? Nó khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng xưa nay. Vậy thiên đường sẽ còn tốt hơn nhiều phải không thưa ngài? Thế nào hả chàng trai? Thiên đường khá đẹp, nhưng không sống động và thú vị bằng những cảnh sắc rất đời ở cánh cửa địa ngục. Tôi còn chưa lập gia đình, tôi muốn sống ở đó hơn. Vậy anh có lựa chọn cuối cùng của mình chưa? Tôi sẽ chọn địa ngục. Gì thế này? Thần chết, ngài lừa tôi sao? Chính anh đã lựa chọn mà. Thế này mà là nơi tôi lựa chọn hả? Đó là nơi sông núi hữu tình, với những cô gái xinh đẹp, với tiếng cười trẻ thơ kia mà. Đó chỉ là demo. Demo thôi. Không. Đó chỉ là demo. Demo thôi. Con tỉnh rồi, Quân ơi, con nghe thấy mẹ nói không? Gắn lên sếp. Thì ra chỉ là suýt tới đó thôi. Con thấy trong người thế nào rồi? Con không sao đâu, ba mẹ và mọi người đừng lo. Cậu Đức. Dạ, em đây thưa anh. Cậu in đĩa bản demo đã trình lên tôi đi nhé. Cậu nói đúng, nó ổn rồi đấy. Phản ánh chân thực khả năng hiện tại của công ty chúng ta. Đó mới là bản demo cần giao cho đối tác. Dạ, em sẽ gửi ngay thưa anh. Anh đừng bận tâm nữa. Hãy nghỉ ngơi để mau hồi phục ạ. Dù có thế nào, thì sắp tới chúng ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng với thực lực của mình. Hip hop, chiếc vòng và bà ngoại. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hẹn sáng mai nhé. Tập về muộn thế con. Nghỉ hè rồi thì cuối tuần về quê với bà ngoại mấy hôm con nhé. Nhóm nhảy bọn con sắp thi đấu rồi, bận lắm mẹ ơi. Thì về một hai hôm thôi.
Bà cứ hỏi cái lầm đầu suốt. Để con thi xong giải này rồi về được không mẹ? Bà có vẻ cũng yếu hơn rồi, vẫn ăn uống, đi lại được, nhưng thỉnh thoảng cũng lẫn lộn, nhớ nhớ rồi quên quên. Con mà không về nhanh á, có khi bà chẳng nhớ ra cháu nữa. Vậy thì về một hôm cũng được à? Điện thoại ít thôi, tí về nhớ hỏi chuyện bà nhiều nhé. Bà thích con người nói chuyện lắm. Con biết nói gì với bà, quanh quẩn chỉ hỏi bà thích ăn gì, bà có ngủ được không thôi. Con cứ kể chuyện trường lớp, bạn bè, chuyện nhóm nhảy hip hop của con, rồi giải thi đấu sắp tới. Trời, con kể mấy chuyện đấy với bà, khác nào nói chuyện với bức vách. Con đừng có nói bậy, không quan trọng là con nói về cái gì. Bà rất yêu và quan tâm con, bà chỉ muốn nghe con nói chuyện thôi. Vâng. Cây Hiểm thích thịt gà, mẹ no thì thích canh cua, bà nấu cơm thế này có được không? Sao mẹ không đợi con về nấu, lỏ mỏ làm gì? Mẹ ở nhà rảnh rỗi, ra vào hết ngày ấy mà, nấu bữa cơm có nặng nhọc cái gì đâu. Bà ơi, con thích ăn thịt gà, nhưng mà là gà rán cơ. Thế à, để lần sau bà làm gà rán cho con nha. Cái con bé này, bà thấy mẹ nói con sắp thi đấu giải nhảy múa gì hả? Vâng ạ, con thi giải Brit Dance nghiệp dư thôi ạ. Thế à, ngày xưa bà cũng thi đỗ văn công đấy, bà múa hoạt dẻo lắm. Nhưng mà các cụ của con không thích, nên bà lại về làm y tá. Thế à? Ủa, Cái Hiểm thích đeo vòng mà, đợi bà một tí nha. Cái vòng này ông tặng bà đấy. Mỗi lần múa quạt, bà đeo chiếc vòng này á là ai nấy đều trầm trồ hết. Giờ tay bà nhăn nheo, thành thử nó rộng quá. Tay mẹ con cũng không vừa gì hết. Con tháo mấy cái vòng của con ra, đeo thử cái này vào xem coi vừa không. Kìa, con đeo thử cho bà xem. Cứ đeo thử xem coi có vừa không đã. Ôi, Cái Hiểm đeo vừa khích này, hợp quá đi mất. Cháu, cái vòng này không hợp. Lâm đeo vào nữ tính hẳn. Con cảm ơn bà đi con. Con cảm ơn bà. Mẹ cứ bắt con đeo, bây giờ thì không tháo ra được đây này. Lúc đó mẹ chỉ muốn bà được vui. Đâu, đưa mẹ tháo thử xem nào. Cứ từ từ thôi con. Tất cả là tại mẹ. Bây giờ con không tháo được cái vòng này ra. Sắp thi đấu rồi, con biết làm thế nào đây? Thì con cứ để thế mà nhảy, có làm sao đâu chứ. Mẹ chẳng biết gì về Brit Dance cả. Làm gì có dancer nào đeo cái vòng quê kiểu này để nhảy chứ. Rồi khi con làm những động tác kê chân, đá ngựa, phải chống tay xuống đất, cái vòng vướng víu này, sao con làm được? Cái gì đây hả? Cậu đeo cái gì đây? Ôi trời ơi, dancer gì mà đeo vòng màu hường của bà nội thế kia. Nè, đừng có đùa nữa. Đeo cái vòng đá này rất nguy hiểm khi cậu nhảy đó Lâm. Những động tác chống tay, giật chuối có thể làm bị vỡ vụn. Cậu phải cẩn thận đấy. Vỡ ra là chọc phần ta như chơi ha. Cái vòng này chỉ hợp búa quạt mà thôi. Con tìm gì thế Lâm? Con tìm cái búa. Tìm búa để làm gì con? Lâm, mẹ đang hỏi con đó. Con muốn đập vỡ chiếc vòng này ra. Sao cơ? Con, đó là kỹ vật mà con. Alo, bà, tai biến. Đấy, mẹ xem, cháu mẹ giành giải nhất cuộc thi nhảy rồi này. Đấy, cháu bà mà lại. Ồ, mà sao nó lại đeo cái vòng này đi thi nhảy chứ? Con bảo Cai Lâm á, muốn tháo cái vòng ra thì bôi chút xà phòng là được. Bà ơi, con sẽ không tháo nó ra đâu. Chiếc vòng đặc biệt này là kỷ vật của bà, mà nó còn đem lại may mắn cho con nữa chứ. Con sẽ đeo nó và giữ gìn thật cẩn thận bà ạ. Ờ, con bé hay đau để. Bà tưởng mày nhảy hip hop thì không thích vòng của bà chứ? Cháu thích chứ, thích cả hip hop, thích cả vòng mã não này nữa chứ. Đi tìm hoàng hậu. Bà
Bây giờ ta sẽ đến chỗ những chú lùng và dụ Bạch Tuyết ăn quả táo độc này. Ngày này qua tháng khác, lúc nào ta cũng phải làm cái việc vô nghĩa này, để rồi cuối cùng ta được cái gì chứ? Cuối cùng thì nàng Bạch Tuyết cũng gặp lại hoàng tử và chung sống hạnh phúc mà thôi. Còn ta thì bị hết thảy mọi người căm ghét rủa xả. Bên ngoài kia chắc hẳn có những thứ thú vị hơn nhiều. Ta không thể làm cái việc khiến người khác căm ghét thế này nữa. Ta sẽ đi sang một câu chuyện khác và trở thành một bà hoàng hậu được mọi người kính trọng. Bạch Tuyết, nàng ở nhà nhớ phải cẩn thận, không được cho người lạ vào nhà. Hoàng hậu độc ác có thể sẽ tìm đến đây đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta hãy làm việc thật nhanh để còn trở về với Bạch Tuyết. Phải đó. Chào các bạn. Bạch Tuyết vẫn bình an vô sự, thật kỳ lạ. Theo như kịch bản thì hoàng hậu phải tìm đến đây rồi mới phải chứ. Đúng thế, nếu hoàng hậu không đến thì câu chuyện này sẽ ra sao? Vậy là nàng tiên cá đã có được đôi chân như con người rồi. Tội nghiệp cô gái. Cô là nàng tiên cá, người đã cứu hoàng tử thoát chết phải không? Bây giờ cô đã bị mất đi tiếng nói và giọng hát, nên hoàng tử không nhận ra. Tuy nhiên nếu cô muốn, ta có thể giúp cô lấy lại giọng nói. Tôi đã có thể nói lại được thật rồi. Nhưng bà là ai vậy? Ta là hoàng hậu trong truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng. Vậy tại sao bà lại ở đây? Bà phải ở trong truyện Nàng Bạch Tuyết mới đúng chứ. Và tại sao bà lại muốn giúp tôi? Ta đã chán ngán việc đem táo độc đến hại Bạch Tuyết rồi. Việc làm đó khiến ta bị căm ghét và nguyền rủa. Giờ đây ta muốn trở thành một bà hoàng được kính nể và yêu mến. Nhưng nếu làm như thế, cốt truyện sẽ bị thay đổi. Thì có sao chứ? Mọi nhân vật trong truyện của ta đều căm ghét sự tồn tại của ta. Chúng chỉ mong ta biến đi mà thôi. Ta sẽ đến những câu chuyện khác để giúp đỡ mọi người. Rồi ta sẽ được yêu mến. Sau đó sẽ xây dựng một câu chuyện cổ tích của riêng ta. Bây giờ hãy đi tìm hoàng tử và nói cho người biết sự thật. Nếu có gì khó khăn, ta sẽ giúp cô. Cảm ơn bà nhiều lắm, hoàng hậu. Hoàng tử sắp tới đây rồi, mà hoàng hậu thì vẫn chưa đến. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguy rồi, tôi vừa đi dò la tin tức ở cung hoàng hậu thì thấy quả táo đỏ vẫn nằm trong phòng hoàng hậu, nhưng người không thấy đâu cả. Hoàng hậu dường như đã biến mất khỏi câu chuyện của chúng ta rồi. Lẽ nào hoàng hậu đã ra khỏi câu chuyện này rồi sao? Nếu cứ như vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ bị xáo trộn hết. Không được, chúng ta phải đi tìm hoàng hậu thôi. Hoàng tử, em mới chính là người đã cứu chàng. Cô gái này là mụ phù thủy đã giả mạo em. Sao ngươi có thể lấy lại được giọng nói như vậy? Chính ta đã giúp cô gái đó. Ngươi đừng hòng làm hại cô gái đó nữa. Ngươi là ai? Ta là hoàng hậu trong truyện Nàng Bạch Tuyết. Sao hoàng hậu trong Nàng Bạch Tuyết lại chạy vào truyện Nàng Tiên Cá? Bà có việc gì ở đây chứ? Chỉ đơn giản là ta không muốn làm người xấu nữa. Ta muốn giúp cô gái này. Ta sẽ không để ngươi làm hại cô ấy nữa. Hoàng hậu, thì ra bà ở đây. Chúng tôi đã đi tìm bà khắp nơi. Các người đi tìm ta để làm gì chứ? Chẳng phải các người vẫn mong ta biến đi sao? Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao mọi thứ lại đảo lộn hết cả? Mẹ ơi, sao truyện này lạ quá? Chết rồi, truyện đã đến tay người đọc rồi. Hoàng hậu, xin bà hãy trở về với chúng tôi. Không có bà, câu chuyện sẽ không còn mang ý nghĩa gì nữa. Ta không muốn quay về. Ở đó không một ai yêu quý ta. Lúc nào ta cũng phải hứng chịu sự căm ghét. Ta đã mệt mỏi vì sự căm ghét lắm rồi. Nói cũng phải, ai cũng chỉ yêu thương những nhân vật mỏng manh yếu đuối.
Nhưng những nhân vật như chúng tôi thì lúc nào cũng bị ghét bỏ. Chúng tôi thật có lỗi khi chúng tôi không nhận ra rằng những nhân vật đóng vai ác như hoàng hậu hay là phù thủy là một phần không thể thiếu trong truyện cổ tích. Không có các vị thì sẽ không có sự đấu tranh, không còn những bài học hay thông điệp tốt đẹp nào được truyền tải đến với con người nữa. Xin hoàng hậu hãy trở về, hãy cùng chúng tôi tạo nên một câu chuyện có ý nghĩa về tình yêu và hy vọng nhé. Không có bà, câu chuyện sẽ thật nhàm chán. Thôi được, vậy là câu chuyện của chúng ta cũng sẽ trở về như cũ phải không? Tôi thấy như thế sẽ tốt hơn đấy. Mẹ có thấy gì lạ đâu con? Câu chuyện rất hay đấy chứ. Vừa nãy rõ ràng con thấy lạ lắm, chắc là con bị hoa mắt rồi. Thật may là mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.